là bóng cô bơ, hiện danh là bóng cô bơ.
nguyện ai đang đầu bên cô tôi. Nửa đêm cô bơ nghe vang vòng tiếng chuông vòng chuông đền Hàn Y Sơn. Cô bơ đi gọi đò, sao không thấy chú lái đò thương? Chú lái đò càng chưa chuyện chuyện đỏ lên tiếng dô quang dô quang. Cô bước chân xuống thuyền quang quang dô quang, phách phách rằng là phách phách nhất quang dô quang, phách nhất nhất cô bơ ơ quang dô quang, phách nhị đang đợi nhịp quang dô quang, phách phách ba cô cầm cầm chè cô treo từ hoàng nơi sông quang, gành gành thác treo xa hoàng sông quang, treo về phủ giáp ba sông quang, treo qua đền chính hoàng sông quang, qua phủ công đồng hoàng sông quang, rồi treo về phủ bóng bóng hoàng sông quang, lên tới đền cô treo tới nơi đền dầm dầm đến sở hoàng dư qua linh xã từ hoàng đại lộ đến đức ông cô treo được dòng sông từ chùa bồ đề hoàng cô bơ lên đền châu châu ba đệ tử không sai thuyền cô lanh đênh dừng đến núi về đến cửa sông dô cô bơm nhớ ra dô ngày hôm nay cô bơm nhớ ra dô kiếp bạc đây là khánh đàn tiệc vui dô cô bơm trèo về dô qua sông lục lục đầu dô về tới sông sông thương nam tàu bao bắt đầu về kiếp bạc đến đây hoàng hoàng dô quang đến đây là bên đến bên dưới cô ơi sai quân hầu bắc bắc cô sai quân hầu bắc bắc chiếc cầu lói rước vua rước mẫu rước cô ngự lên đền hò dô khoan tình 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 t
chấm đồng đồng cô lại thương đồng đồng nợ nào cô để cho thanh đồng đồng hàng vì dấu không thương không thương ăn cũng lên vì thank you.
khơi giật tận người uống nước cần tận hơi. Thành xa người cùng. Xin các đồng đệ tử một tràng vỗ tay. Trên thân đồng Nguyễn Văn Quân xin đa tạ cảm ơn các thân đồng cùng đồng đền quân dân chăm họ đã thanh đồng nghệ nhân Nguyễn Văn Quân đại diện cho cơ cánh hầu đồng cả nước. Đêm nay chúc thánh đã xong, xin hẹn vào đêm mai, xin cảm ơn.